Người có nồng độ axit uric cao có nên ăn sô cô la hay không? Người bình thường có thể ăn sô cô la như một phần của chế độ ăn uống đa dạng và lành mạnh. Tuy nhiên, sô cô la chứa nhiều chất béo bão hòa và đường, có thể dẫn đến tăng cân. Hơn nữa, đối với người có axit uric cao, càng ăn nhiều sô cô la thì càng làm tăng axit uric. Việc tăng cân và tăng nồng độ axit uric đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh gút và làm trầm trọng hơn các vấn đề sức khỏe liên quan. Những người bệnh gút có nồng độ axit uric cao nên cố gắng tránh xa sô cô la, hoặc nếu sử dụng nên ăn sô cô la đen ít đường. Tùy thuộc vào tình trạng mỗi người mà có thể ăn 6 đến 7 gram trên ngày. Đồng thời không nên ăn sô cô la trắng, bởi nó sẽ làm cản trở sự hấp thu polyphenol trong cơ thể. Nên kiểm tra thành phần dinh dưỡng và chọn những nhãn hiệu có hàm lượng cacao và lượng đường bổ sung thấp. Ngoài ra, người có axit uric cao nên tránh ăn phủ tạng động vật, cá hộp, thịt hộp, nước luộc thịt, hạn chế rượu bia, thuốc lá.